Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cận thủ đam mê câu cá từ mọi miền tổ quốc. Hôm nay tiếp tục lên cho một clip gồm 20 cái máy nha anh em. 20 cái máy này, 20 cái máy xách tay từ Nhật về. Thì có hàng có nông có và hàng đề cao có. Rồi, đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, hàng lỗi một clip nữa thì em sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất mừng tham khảo. Thì máy thứ nhất em lên cho mọi người là một con máy Daiwa, hàng Daiwa Power VD. Một hàng máy xả cực nhanh nha anh em. Xả cực nhanh, máy chiên anh em lục đánh giặt bờ biển. VD xả cực nhanh nha anh em. Gít đây nè, đó. Dặn cái là ra thôi, đó. Cái này hỗ trợ xả cực nhanh, máy có nông đánh lục, có chống có cước ABS đầy đủ nha anh em. Đây nè, ngoại hình nó thì em soi cho anh em xem, nó quẳng có xước sát li ti nha. Đó. Nè, xước sát nha. Thì con này là một con Power Sup hàng của Thái Lan sản xuất cho mọi người. Đó, Power Sup Thái Lan sản xuất. Thì hoạt động trơn tru, im mực, không rung lắc nha. Anh em, còn ở trên đây. Nồi đẹp đẽ anh em, đây nó bị ten ở đây tí nè, không ảnh hưởng gì chất lượng cho nha mọi người. Thì con này cái nồi nó nồi 4000, đó thì cước số 4 thì được 150m. Cước số 5 thì được 120m cho mọi người. Đó, cước số 4 thì được 150m. Cước số 5 thì được 120m. Đó. Hoạt động trơn tru êm mượt nha. Có ABS hỗ trợ ABS đầy đủ, chống có cước đầy đủ. Quay ngược ok, quay tới ok nha. Quay êm mượt là êm thì thầm nữa. Đó. Thì con này nó nặng ra tầm khoảng con nặng 600g nha mọi người. Đó, nặng 600g. Rồi, giá công khai con số 1, giá công khai là 2 triệu nha. Tiếp theo cho máy số 2. Máy số 2 em lên cho mọi người là một dòng máy Daiwa hàng nội địa. Đó, Daiwa Sport No 2. Đó, ngoại hình cực kỳ sáng luôn nha mọi người. Dòng này một dòng độ cối, cối nông nha mọi người. Đó, cối nông. Máy nội địa nha, Daiwa Sport. Con lăn rất là mới luôn. Nè, ngoại hình ở đây. Hoạt động là chân chui êm mực nha nè. Con này anh em lấy đánh lục sân hàng cũng rất là ok nha. Hoạt động chân chui êm ngược. Đó. Cách tắt âm nha. Nó quay ngược nè. Đó. Phá nè. Đó. Quay tới được mà quay ngược được. Đó. 3 chế độ, 4 chế độ luôn. Hoạt động chân chui nha. Không lỗi lầm gì hết nha mọi người. Đó. Một dòng Daiwa Sport No 2. Dòng này Daiwa nội địa. Tay quay chip là bình thường nha. Đó. Một bên sóng. Con này hỗ trợ nội là nội độ nha anh em. Nó Nhật làm cực kỳ ok luôn. Đây. Đó, một loại có nông. Cái cốt cực kỳ ok luôn. Và cộng quê mượt nha mọi người. Thì con này á, là cước 5 được 150m, cước 6 được 120m, cước 2 được 140m. Con này nặng ra tầm khoảng 650g nha. Đó, con này nặng tầm 650g. Rồi, giá công khai con số 2, giá công khai con số 2 là 800k nha mọi người. Hoạt động cực kỳ mượt nha. Đó, đây qua nội địa. Tiếp theo sẽ là con số 3. Lên cho mọi người. Con số 3 em đã cho người vẫn là một con hàng của Daiwa. Đó. Con này Daiwa Benvista rồi đó, 3000. Hoạt động trơn tru êm mượt nha anh em. Con này vẫn là một hàng đại hội địa, nồi đồng có đá, hàng đại qua. Đó. Con này xây tương đương ra tầm khoảng gần 4000 so với Shimano nha mọi người. So với Shimano ra tầm khoảng 4000. Con này hỗ trợ cốt to, bự cốt trợ lực. Con lăn ok luôn nha mọi người. Đây, cốt ở đây. Đó, cốt này anh em về đánh thoải mái luôn nha anh em. Đó. Máy làm cực kỳ nhỏ luôn, đó, còn mở bò dính tùm lum chơi luôn. Thì con này một con dòng Daiwa chạy hai mặt đạn cốt trợ lực. Cước 4 thì được cước 4 là 190m, cước 5 được 150m cho anh em. Gơ xây tầm khoảng 4000. Đó. Quay ngược ok qua tới ok, máy không lỗi lầm gì hết. Đó. Quay mà còn cực kỳ mượt luôn chứ. Nè, anh em.
Rồi, giá công khai con máy số 3, giá công khai là 400k nha mọi người. Tiếp theo sẽ là máy số 4. Máy số 4 lên cho mọi người là một dòng máy của Shimano Holiday Spin. Con máy này 3.000, xe tương đương với 3.000 nha mọi người. Đó, cước 3 như được 150m, 4 được 100m. Máy của Malaysia sản xuất nha. Đó, dòng máy đời cao Malaysia sản xuất. Hoạt động chân châu êm mượt không bỏ lầm. Đấy, cước ok. Mô bên sóng không lỗi lầm hết anh em. Đó, máy chạy battery mặt bạn. Đây, ngoại hình đây. Đó, có xuất sắc một tí nha. Một rộng chân chu rồi. Đó, anh em về anh em tập lua không thôi, anh em công lăng xe á, lấy dòng này đánh cực kỳ châu bò luôn. Đánh trà đánh chép cũng cắt người ngon. Rồi, con máy số 4. Máy số 4 giá công khai là 350k nha anh em. Máy Holiday Spin 3.000. Tiếp theo sẽ là máy số 5. Máy số 5 vẫn là một dòng máy Holiday Spin mà con máy này máy 4.000 đó. Anh em đánh đăng xe đánh trà đánh chép đến con này rất là ok luôn. Rồi bên sóng nha anh em. Đó. Holiday Spin. Đây, ngoại hình nó vẫn có xuất sắc BT anh em. Đó. Có xuất sắc nha. Máy này vẫn là máy của Malaysia sản xuất nha. Hoạt động chân châu êm mượt không đã lầm nha. Phá là dính, phá là dính. Bên ngược ok. Quay tới ok. Tay quay bằng kim loại. Gấp lại được nha mọi người. Đó. Thì con này cước số 4 được 150m, cước số 5 được 110m. Rồi, giá công khai con máy số 5, giá công khai khoảng là 350k nha anh em. Hoạt động cực kỳ êm nha. Rồi, tiếp theo là dòng máy trên, một số dòng máy lua. Thì tiếp theo sẽ là lên cho anh em máy số 6. Máy số 6 lên cho mọi người là một con máy Shimano Navi 2000. Đó. Dòng Shimano Navi 2000 này dòng chạy ABS, có 4 mặt đạn. Đó nè. Nồi còn ok nha, có phần ở trên nó bị ten một tí đây. Đó. Nói chung là cũng không ảnh hưởng gì đâu, phần ở trên này cực kỳ đẹp được rồi. Đó. Thì dòng máy này được Malaysia sản xuất nha mọi người. Đó, Malaysia sản xuất. Tay quay gỗ. Hoạt động thì ok, ngon lành êm mượt. Dòng này chia cho anh em câu tôm, câu lua. Đó. Dòng này đánh thì châu bò khỏi bàn. Con lan quẳng lăn nha anh em. Đó, đang máy test cho anh em luôn. Cái cực ok. Hoạt động nè. Đó. Không còn gì để mượt hơn nữa. Lấy máy cẳng lại. Máy chạy ABS đầy đủ nha anh em. Thắng là dính, thắng là dính. Quay ngược ok nè. Quay tới ok nè. Đó. Máy xây này 2000, Shimano xây 2000 thì cước số 2 được 150m nha mọi người. À, cước số 3 được 100m, cước số 4 được 170m. Rồi, giá công khai của máy số 6. Máy số 6 giá công khai là 650k nha mọi người. Đó, dòng ok, đẹp đẽ. Có ten một tí. Rồi anh em chịu về đánh thoải mái nha. Tiếp theo sẽ là máy số 7. Máy số 7 em lên cho mọi người là một dòng máy của Ryobi. Đó, máy Ryobi SS1000. Đó. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 2.000 nha anh em. Nó ra tầm 2.000. Đó. Đây, thiết kế của dòng máy Ryobi là máy nội địa, hàng xe Ben nha. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Hoạt động lên nè, hoạt động chân chu nha anh em, không lỗi lầm gì hết. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Đó. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Mô bin là mô bin sống. Đấy cước ok. Rồi. Con máy số 7 giá công khai vẫn là 650k nha anh em. Đó, cước 2 được 150m. Cước 2 là 150m, con này chuẩn xe 2000 Shimano nha. Đó. Hàng nội địa Nhật. Đông Mắc in Seben. Đó. Giá công khai là 650k, hạn anh em về lua lóc lua chẽm. Đó, đánh lua câu tôm, đánh lua lờ cũng rất là ok nha.
Tiếp theo sẽ là con máy số 8. Con máy số 8 em lên cho mọi người là một dòng máy của Shimano, dòng máy Sinox. Đó. Anox. Thì dòng này xuất thị trường Nhật nha anh em. Đó. Con máy số 8. Hoạt động trơn tru nha anh em. Đó, hoạt động trơn tru êm mượt, không lỗi lầm gì hết. Đây, dòng ngoại hình có xuất sắc thôi, thời gian tí nha anh em. Đó. Hàng này hàng của Malaysia sản xuất nha. Malaysia sản xuất. Mô bên là mô bên sống. Đáy cước là đáy cước ok. Hoạt động êm mượt anh em, không lỗi lầm gì hết. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha mọi người. À, bên đây. Đây ngược nè. Đây tới nè. Đó. Thẳng nè, thẳng ok nè. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ. Thì con này là một con Sinox 2500. Cước số 2 được 150m. Đó. Cước 2.5 được 150m nha mọi người. Đó. Dòng anh em chuẩn đi lua luôn. Đó, đi lua cá lóc, lua mú, lua chẽm, đánh thoải mái. Đó, lua nhảy hơi với thật. Rồi, giá công khai con máy số 8, giá công khai là 800k nha mọi người. Tiếp theo sẽ là con máy số 9. Con máy số 9 em lên cho mọi người là một dòng máy của Daiwa, hàng Genox. Đây, Genox Daiwa MX2506 2505. Thì con này có xây tương đương với và xây 2000 của Shimano nha mọi người. Đó. Con này là cối nè, cối siêu nông luôn nha mọi người. Đó. Cước be 0.8 vô được 140m thôi. Đó. Be 0.8 được 140m. Be số 1 vô được 110m. Máy hoạt động ok. Đó. Hơi lắc gơ một tí thôi nè. Đó. Theo quay đôi. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Phá dính, phá dính. Hoạt động ok nha mọi người. Made in Việt Nam. Con này được sản xuất tại Việt Nam, xuất ra thị trường Nhật nha mọi người. Xịt tay quay lại. Con được sản xuất tại Việt Nam, xuất ra thị trường Nhật. Đó. Rồi, con máy số 4 giá công khai là con máy số 9 giá công khai là 400k nha mọi người. Đó, lấy cước rất là ok luôn. Đó, con máy số 9 giá công khai là 400k. Đẹp chứ anh em. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 10. Con máy số 10 em lên cho mọi người là một con dòng máy chia anh em đánh UL. Đó, đánh dạng đánh cảm giác. Dòng này một dòng máy Ultegra 1000SHD. Đó, 1000SHD. Con này anh em chia đánh UL luôn, đánh cá suối luôn, thổi bàn. Đó, câu tôm, lùa phi. Thì con này hàng của Seben nha mọi người, đó, tem lụa đầy đủ nha. Hoạt động đây. Đó, hoạt động anh em mới thấy. Nó mượt khỏi cân bàn luôn. Nó quay không biết điểm dừng luôn á. Anh em. Đó. Máy ngoại hình còn ok nha mọi người. Đây, nó trên đây nó bị ten một tí thôi. Đó, không ảnh hưởng gì đâu. Dòng máy 1000 này rất được nhiệt nhiều anh em săn đón đây nè. Đó. Cực kỳ nhẹ luôn, nhẹ mượt im nó. Tay quay đôi nó. Rất là mượt nha anh em. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Đó, hỗ trợ ABS đầy đủ. Tới quay lui ok, im mực không lỗi lầm, rung lắc hết. Đây, nó có xuất sắc đi tì dưới tay một tí nha nè. Thì con này á, so với cước á, cước ni lông số 2 được 180m. Cước 2.5 thì được 140m. Đó. Cước số 3 được 100m. Lô lô có nông nha nè. Đó, cước ni lông nha. Đó, ni lông. Cực kỳ mượt nha nè, máy 1000. Rồi, giá công khai con máy số 10, giá công khai là 1.2 triệu nha anh em. Đó. Rồi, đếm lên clip trên. Theo cho em lên ở trên nha anh em. Tiếp theo sẽ là con máy số 11. Con máy số 11 mình lên cho mọi người là một dòng máy của Shimano, hàng Biomaster 2000. Dòng này rất là nhiều được anh em đã săn đón luôn, dòng nó nhìn nó trắng trắng nó đẹp đẹp sao á. Đây, đây dòng này nó có xuất sắc đi tì nha anh em. Đó, vẫn có xuất sắc đi tì vài điểm nè. À, cố gắng lên nét cho anh em xem. À, đây. Xuất sắc đi tì nha. Thì con này là một con Shimano 2000, cước số 2 được 150m, cước số 3 được 100m, cước số 4 được 100
mức số 4 được 70m nha anh em. Dòng này anh em về đu lóc là bao bền luôn đó. Dòng này đánh cực kỳ bền luôn đó anh em. Máy hoạt động thì im mượt rồi, khỏi bàn đó. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ đó. Chả là dính, chả là dính đó. Hoạt động khỏi bàn, rất là mượt nha anh em. Con này vẫn là một con hàng nội địa nha anh em. Hàng nội địa Nhật, Shimano, Biomaster, XT, Japan. Tay quay cán gỗ, đây nó có xuất sắc nha. Đó. Rồi giá công khai con số 1, giá công khai là 1 triệu anh em. Hoạt động cực kỳ mượt luôn. Đó. Là máy số 12 nha mọi người. Máy số 12 em lên cho người vẫn là một con máy Shimano Biomaster XT. Con này thì được tay quay đôi nha mọi người. Ngoại hình nó còn mới hơn một tí thôi. Nó mới hơn con kia tí. Đẹp nha mọi người, đẹp đẽ sạch sẽ luôn á. Này, có đít nó hơi bị trước tí. Rất là mới luôn. Máy hoạt động ok mượt nè. Đó. Dòng Shimano này thì hoạt động khỏi bàn. Rất là mượt luôn nha anh em. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha, quay ngược quay tới quay lui ok. Máy hàng nội địa Japan nha. Đó. Nè, thắng cái dính, thắng cái dính, thắng cái dính. Hoạt động khỏi bàn. Con lăn lăn ok nha mọi người. Đó, một bên sống. Lấy cước ok. Rồi, con máy số 12 giá công khai là 1 triệu mốt nha anh em. Đó, máy số 2 giá công khai là 1 triệu mốt. Hoạt động rất là mượt nha. Tiếp theo sẽ là con máy số 13. Con máy số 13 vẫn là một hàng của Shimano Biomaster. Đó. Con này là một con Shimano Biomaster 3000. Con này độ mới gơ tầm khoảng 95% nha anh em. Đây cái đít nó không bị xước luôn. Đó. Dạng rất là một mới đẹp luôn. Rất là bóng nha anh em. Thì con này anh em về kiểm tra mà nó xước sát nhiều không thôi, không giống khoảng 90-95% thì anh em trả quà trang, dám đảm bảo luôn. Chắc là mới anh em, mới từng con ngóc luôn. Mô bên là mô bên sống. Hàng này vẫn là hàng của Seben nha anh em. Hoạt động thì dòng này hoạt động thì rất là mượt à, khỏi bàn. Mô bên là mô bên sống nè. Lấy cước lại, lấy cước ok nè. Hoạt động khỏi bàn, em ok em mực. Tay quay cán gỗ không bị xước gì nhiều luôn. Đó. Máy hỗ trợ bát đầy đủ. Con này dòng anh em về chiên lua lóc sân hàng để sưu tầm. Đó. Rồi, con máy số 13 giá công khai là 1 triệu 5 nha anh em. Máy số 13 giá công khai là 1 triệu 5. Còn rất là mới nha mọi người. Tiếp theo sẽ là con máy số 14. Con máy số 14 em lên cho mọi người là một dòng máy hàng body nhỏ. Thì đây là một dòng máy của Shimano Utiga C2000. Đó. Body con này cực kỳ nhỏ lắm nha anh em, nhỏ gọn luôn. Đây. Để hai ngón tay em vô muốn đẩy, muốn quăng máy rồi. Đó. Thì thông số của nó vẫn là thông số của máy 2000 nhưng mà nó làm nhỏ như máy 1000 thôi anh em. Đó. Máy này thì chuyên về cho anh em đi đánh UL. Đó. Máy này thì chuyên về cho anh em đi đánh UL, đánh cá suối, cá mương. Anh em rảnh anh em lấy đi lua lóc cũng rất là ok anh em, rất là nhỏ gọn luôn, đánh tôm cũng được. Đó. Máy hoạt động bao ok em mượt, máy hỗ trợ ABS đầy đủ, quay ngược ok, quay tới ok, mưa bình sóng, đây cước ok. Đây, đây là một con Shimano Utiga C2000 hàng Malaysia. Đây, có xuất sắc li ti một tí nha. Đó. Thì máy 2000 thì cước số 2 được 150m, cước số 2.5 được 125m. Đó. Một bên sóng đầy đủ, đây cước ok. Rồi, giá công khai con máy số 15. Giá công khai con máy số 14. Giá công khai là 1 triệu 5 nha anh em, 1 triệu 5. Tiếp theo sẽ là con máy số 15. Máy số 15 em ra cho mọi người là một dòng máy Shimano Utiga đề cao. Con này là 2500S. Hàng máy có nông nha anh em. Đó. Thì ngoại hình nó cực kỳ đẹp, xuất sắc luôn. Utiga.
Thì con này hàng của Seben nha anh em, nội địa Nhật. Một bên là một bên sống, lấy cước là lấy cước ok. Lấy ngược ok. Quay tới ok. Thắng là ok. Thắng là ok, máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. À, dòng này hoạt động thì khỏi bàn rồi. Thì con máy này BA số 0.6 được 200m, BA 0.8 được 150m, BA số 1 được 100m anh em. Hàng chuẩn anh em đi lua lóc nha. Lua lóc, lua chẽm, đánh mực. Đó, lua mực. Anh em đánh lua là lua cá suối cũng lấy con này đánh cực kỳ ok nha. Đó. Rồi, giá con máy công khai giá số 15, giá 2.3 nha anh em. Đó. Đây sẽ là máy số 16. Con máy số 16 em lên cho mọi người là quẳng là một dòng máy Shimano Utega hàng body. Con này là một con C3000 hàng Utega. Đó, C3000 hàng Utega. Hàng này nó làm máy nhỏ gọn như máy 2000 hàng gửi nha anh em. Đây cứ chắc là ok nè. Đó. Máy này nó ngoại hình nó 95%, chỉ thiếu cái hộp thôi anh em. Đó, đít nè, không bị xước luôn. Hàng này hàng trưng bày anh em. Đó, thiếu cái hộp. Hàng rất là đẹp luôn á. Anh em về đánh cha, đánh chép, câu lăng xe, đánh con này cũng rất là châu bò luôn. Không thôi anh em lua gần, lua lóc. Hàng rất là đẹp nha anh em. Không có xước xác gì luôn. Con lăng ok. Hàng này hàng Optiga C3000, hàng Seben nha anh em. Máy thì hoạt động ok, có nút châm dầu. Máy nguyên hoạt động ok, không lỗi lầm gì hết trơn nha anh em. Quay ngược ok nè. Quay tới ok. Đó. Phá ok. Mô bên là mô bên sống. Lấy cước là lấy cước ok nha nè. Hoạt động mà khỏi bàn. Đó, anh em về đánh khỏi máy. Đây, soi kỹ cho anh em xem. Máy cực kỳ đẹp nha anh em, không lỗi lầm gì, hư hỏng gì hết. Đó. Thì con này xây 3000 thì cước 3 được 150m, cước 4 được 400m. Cước BE thì BE số 1 được 400m. BE số 2 được 180m nha anh em. Đó. Anh em lua chẽm cũng rất là ok luôn. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 16 giá là 2.7 nha anh em. Hàng cực kỳ mới nha, 2.7. Tiếp theo sẽ là con máy số 17. Con máy số 17 là một dòng máy của Daiwa Kadia. Con máy này Daiwa Kadia 3000 có công nghệ là kháng nước biển nha anh em. Kháng nước. Công nghệ kháng nước của Daiwa. Daiwa là Daiwa Cốt. Hàng sản xuất tại China, xuất Nhật nha mọi người. Đó. Thì ngoại hình cực kỳ ok anh em. Máy cực kỳ đẹp luôn. Đó. Dòng này là trên dòng kit nha anh em. Đó, dòng này anh em về anh em đánh nhá thật, đánh lóc gừng cũng rất là ok anh em, trâu bò luôn. Cốt vẫn là cốt trợ lực, cốt trợ bá luôn. Đó. Tay quay là tay quay cốt dặn. Hoạt động ok em mượt anh em. Đó. Hoạt động khỏi bàn. Máy này thì còn hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Dòng đây qua thì hỗ trợ ABS đầy đủ. Đá là thắng, đá là thắng. Hoạt động ok. Đó. Thì con máy 3000 này thì có thông số BA 1.2 được 350m, 1.5 được 300m cho anh em. Đó. Nội anh em còn rất là đẹp nha anh em. Đó. Kháng nước biển, kháng muối luôn. Mình lấy nồi cho anh em xem. Đó. Cốt to bự nha anh em. Hoạt động im mực. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 17 giá là 2.6 triệu nha anh em. 2.6 triệu máy số 17. Máy số 18 đúng rồi. Đó, con máy số 18 là một dòng máy Daiwa Lumias. Dòng này một dòng cõi nông nha anh em. Đó, tiếng côn kêu cực kỳ đã tai không. Đó, Daiwa Lumias thì con này còn cực kỳ ok anh em, tay quay độ ok, tay quay độ.
tao quay cốt, tao quay đôi độ này, cực kỳ đẹp nha nè. Thì dòng Daiwa Lumias này là dòng Daiwa được Thái Lan sản xuất nha mọi người. Đó, Thái Lan sản xuất. Con này là con Daiwa Lumias 2506, dòng có năm. Be 0.8 mới được 140 m. Đó. Hàng con cực kỳ đẹp nha nè. Hình ok. Hoạt động êm mượn cái nè, rất kỳ êm luôn. Êm mà êm dạng êm thì thầm đúng không? Đó. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em, quay ngược lên lui ok. Đó. Tay quay đâu cực kỳ ngầu nha anh em. Đó. Rồi. Con máy số 10. Con này số mấy ta? Con máy số 18, giá công khai là 2.3 nha anh em. Đó. Đó. Con máy số 18 giá công khai là 2.3. Em tháo cái nồi ra cho anh em xem. Đó. Cốt và cốt trên lực luôn nha anh em. Hoạt động đây, hoạt động là khỏi bàn, cực kỳ mượt luôn. Đó. Tiếp theo sẽ là con máy số 19. Con máy số 19 là dòng Daiwa Cetet. Con này chuẩn cho anh em đi lô UL nha anh em. Lô UL tay quay vẫn là tay quay cốt, hàng tay quay nhỏ gọn nè, cực kỳ đẹp nha anh em. Dòng Cetet à, tiếng côn nghe cũng rất là nhức tai. Đẹp nha anh em. Con này hàng CTS, hàng của Seben sản xuất nha. Đó. Thì con này chuẩn anh em đi lô là cước số cước B 0.6 được 100 m, chuẩn lô là cá suối cá mương nha anh em. Đó. Tay quay dặn hàng Japan sản xuất. Hoạt động là có bàn. Hoạt động êm mượt nha. Mượt như chưa từng được mượt. Quay ngược thì ok nha nè. Quay tới thì ok luôn. Đó. Cực kỳ mượt luôn. Điểm tháo cốt rồi cho nè xem. Dòng mấy dòng này là đây qua là cốt bằng cốt cho lực, cốt to cốt bự thôi. Đó. CTS. Rồi, giá công khai con máy số 19, giá công khai là 2.000.000 nha mọi người. Đó. Tiếp theo sẽ là con máy số cuối cùng, con máy số 20. Con máy số 20 này em lên cho mọi người là một dòng Daiwa Shimano tại Windpower 2000S. Con này đời 2003 nha mọi người. Đó, tay quay cốt dặn. Thì tay quay nè, tay quay bên trái nha. Đó, tay quay bên trái có nút châm dầu nè. Ngoại hình ok, xuất sắc. Không lỗi lầm hết, hàng Japan sản xuất nha. Đó. Dòng tài win này thì em khỏi cần quảng cáo nhiều, nó cực kỳ châu bò luôn, châu bò y mực. Anh em có thể đánh nhái thật, nhái giả, lùa cá lóc, cái chẽm, mú, con mực, lùa biển cũng rất là ok. Tay quay cốt dặn. Hoạt động thì bao y mực rồi, khỏi bàn, khỏi nói gì luôn. Máy hỗ trợ ABS đầy đủ, phá dính, hoạt động ok. Quay ngược nè, cực kỳ mượt nha mọi người. Thì con này thì cước, em đọc thông số cước cho anh em nha. Cái này là thông số cước gì? Be, thì be 0 chấm be số 3 được 160 m, số 4 được 130 m, 5 được 100 m, số 6 được 80 m cho anh em. Dây Poro be. Đó. Carbon chứ, dây carbon. Hoạt động cực kỳ mượt nha. Rồi, giá công khai con máy số 20, giá công khai là 2.800.000 nha mọi người. Đó, tổng cộng 20 con máy em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em mừng con nào chốt thì em số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Cảm ơn anh em.